Xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đến với kênh Thiên Nguyễn Auto Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì là một trong những ngày gần cuối tuần thứ 6. Cũng kính chúc các bác và anh em chuẩn bị có một ngày nghỉ cuối tuần bình an và hạnh phúc, cũng như công việc mọi sự được thuận lợi. Hôm nay thì thời tiết ở phía Bắc Bộ khá là mát, trời có nắng và nhiệt độ ngoài trời cũng rất là dễ chịu. Và hôm nay thì trung tâm cũng tiếp tục giới thiệu các bác và anh em một con radio cassette hết sức là huyền thoại. Và con này thì cũng rất nhiều các bác đang săn tìm. Đó là những cái con được đến từ tập đoàn Latina Panasonic. Con này thì có cái tông màu đỏ rất là đẹp luôn. Vâng. Đây, trước mắt các bác thì đây là một trong những con rất nhiều các bác hay săn tìm những con này. Đó là con Latina Panasonic. Con này có model là GXCVK50 các bác nhé. Em này thì có màu đỏ ớt hết sức là đẹp. Và con này sử dụng hai cửa băng các bác nhé. Hai cửa băng. Và con này có cả equalizer cũng như là các cái chức năng cần thiết nhất của một cái đài cassette cần có. Có cả các cái đường line in luôn các bác nhé. Tôi sẽ quay rất chậm cảnh để các bác có thể tiện theo dõi. Đầu tiên các bác có thể thấy đây ạ, toàn bộ các cái phần của nó đây. Tôi đánh giá là con này gần như không tì vết các bác nhé. Đây, tôi sẽ quay rất chậm. Các bác nhìn tinh này, đây là cái này cái lông nhá. Cái lông không có vết tích gì luôn. Đây, tôi quay rất chậm để các bác có thể nhìn thấy. Không tì vết luôn các bác nhé. Những em được giữ như này là quá khó khăn. Đây, các bác để ý cái tinh các cái tay của nó này. Đấy, tay mạ của nó như mới tinh. Không một tì vết luôn. Đây, cái phần mặt tiền nó là các bác này. Rất đẹp luôn, là cái kia vuông. Rất mới, rất đẹp các bác nhé. Đây, đường viền nó mạ các bác nhìn thấy chưa? Phím nút nó mới quắc này. Đó, những con mà giữ được mới này là không phải chuyện dễ dàng các bác nhé. Phím nút được các bác này. Và đây là phía sau của sản phẩm các bác này. Và tôi sẽ quay cả sơ di các bác nhé. Các bác để ý tinh ở bất kỳ con nào trung tâm quay đều quay sơ di hết ạ. Đây, tôi sẽ rút cái phím điện ra. Quay phía sau để các bác nhìn cận cảnh. Đây, các bác thấy đây. Con này có line in các bác này. Line in này, hai đường loa hai bên này. Quá mới các bác nhỉ. Em. Và đây là số sơ di sản phẩm các bác này. Đấy. 1733 các bác nhá. Và đây là model của sản phẩm các bác này. Tôi sẽ cho các bác xem cái phần model của sản phẩm đây ạ. Đây các bác ơi. Latina có model là GXCVK50 các bác nhé, hàng made in Japan ship. Con này là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tầm, bởi vì cái con này lát ra tôi sẽ cho các bác xem phần ruột gan của em nó. Con này thì tôi mới gá ốc, chứ tôi chưa có bắt ốc các bác nhé. Đấy, bởi vì con này tháo ra rất là dễ luôn, tôi chỉ gá tạm thời, lát tôi sẽ tháo thì các bác xem cái phần ruột của nó. Con này thì cái phần cơ của nó không khác cái con QT88 một tí xíu nào các bác nhé, nó gần như nó là một luôn các bác. Đây, tôi sẽ tiến hành test chức năng để các bác tiện theo dõi nhé. Những con này thì tôi nghĩ là rất xứng đáng để nhiều các bác sưu tầm, bởi vì là nó một trong những con có cái thân hình của nó khá là gọn gàng. Đấy. Con này thì mấy cái con Soli, cái con CVK5 xin lỗi, cái con Soli con CVK600 thì con này nhích to hơn có đấy một tí các bác nhé, nhích hơn một tí. Đây, tôi sẽ tiến hành test chức năng để các bác tiện theo dõi. Đây, đầu tiên là phần cassette các bác này. Từ từ tôi chưa có điện các bác nhé. Thầy trò thủ đô Hà Nội, nơi bà được năm. Con này thì cái đầu từ nó rất mới các bác nhé. Tí là tôi sẽ cho bác xem phần cơ của nó, cơ nó rất mới luôn, trắng bóc luôn. Em ơi cho mình biết tên. Đây các bác này, tôi đi tôi lại rất tốt này. Và con này đặc biệt là auto setup full các bác nhá, bởi vì nó là như con QT88. Đây tôi sẽ thử cửa thứ hai. Xin lỗi, đây là cửa số 2, còn đây là cửa số 1. Cửa số 1 thì nó có cả chức năng tìm bài. Con này có chế độ ghi băng các bác nhá. Cuộc đời chinh chiến. Đây các bác này, tìm bài này. Tôi sẽ thử chức năng tìm bài. Đó, rất tốt luôn các bác thấy không? Tốt. Đây các bác này, tôi đi tôi lại này. Con này cơ rất là tốt các bác nhé. Và chất âm của nó rất là hay. Chất âm của nó rất là hay. Cái này là cái nút này là mình bắt vào chưa chặt, à chưa hết. À hết rồi các bác nhé. À, nhìn cái nó thấy có độ hiện tượng. Đây. Chiều
ra đầu ngõ. Đây các bạn này, tìm bài đi này. Con này tìm bài rất là tốt, đi về rất là tốt luôn. Con này nhiều các bác hay thích sưu tầm con này lắm ạ, bởi vì là nó dòng ba cục nhưng nó hai cửa băng, nó cũng phun hết tính năng luôn các bác nhé, rất là tiện. Và con này bày rất là đẹp, rất cân đối, có cả equalizer. Equalizer của con này tiếng rất là chuẩn các bác nhé. Cơ con này thì quá tốt rồi các bạn. Con này từ rất là tốt các bác nhé, đây phần radio các bạn này. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cho nên tôi nghĩ các và lớn lên ở Hà Nội. Đây là phần ai em các bạn này. Tôi nghĩ thế ạ. Thưa ông ạ, xu hướng phát triển thời gian tới của du lịch mạo hiểm thì đã có một số những cái ý tưởng thiết kế các sản phẩm. Đây em các bạn này. Ngày 3, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương và cơ quan ban. Bạn sẽ nhận được chứng chỉ đào tạo theo thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Các nghề đào tạo đó là trang điểm thẩm mỹ, check bát rất là tốt các bạn này, chăm sóc da, thiết kế tạo mẫu tóc, thiết kế đồ họa 2D, rất là tốt các bạn nhé. Du lịch và lữ hành, cơ điện tử, sơn ô tô. Thời gian đào tạo linh hoạt chỉ từ vài tuần đến dưới 3 tháng. Trường mở khai giảng liên tục, vì vậy các bạn có thể bắt đầu học. Tôn trọng các Hùng An, huyện Kim Động cùng đi của anh không có rất là chúng ta không cần phải nói nhiều ý tưởng thiết kế các sản phẩm. Đặc biệt khối xã thị trấn có công đoàn Thanh Sơn đã vận động được một đoàn viên tích cực tham gia sáng kiến. Vấn kinh tế Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của Hà Nội đến này, từ một cái hành trình từ điểm này đến điểm kia. Hầu như tôi không đặt 3610 các con vùng sản xuất đi là qua fanpage của cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín, thực hiện sơ chế, bảo quản, đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp độc đáo của địa phương, đáp ứng đủ nguyên liệu chế biến sâu các sản phẩm ô cốp của thị xã, góp phần điện thoại. Ok. Đánh giá chất lượng nguồn nước tưới các vùng sau hết các đài các bác nhé. Đó, à, con này có cả line in các bác nhé. Line in con này thì tôi không có cắm thiết bị nhưng mà con này có line in các bác này. Nguyên phó ban thường đây, trực ban quản lý phố trên cùng là line in này. Line in của nó ở phía sau. Đây ạ. Đó. Kêu các bác thấy không? Đây bên này này. Đó. Line in sẽ bình thường. Đây tôi sẽ mở các bác xem cái phần ruột gan của nó. À, con này nếu mà quay cái ánh sáng ban ngày mà trời nắng thì con này nó rất là mới các bác nhé. Đấy, và nó rất là đỏ rực rỡ luôn. Đây, tôi sẽ cho các bác xem cái phần ruột gan của em ở đây ạ. Thời tiết cái mùa thu cuối mùa đông cuối mùa thu sang mùa đông này là cái thời tiết ở phía Bắc Bộ là rất là nhanh tối các bác nhé, chỉ có hơn 5 giờ thôi nó đã tối sầm hết rồi. Đấy, cho nên là có thể cái ánh sáng nó không đủ, các bác nhìn nó không rõ lắm. Đây, các bác có thể thấy đấy. Những con này thì quá mới các bác này. Đây này. Đấy, mới thế này cơ mà. Đó, các bác theo. Các bác mà nhìn bên ngày các bác nhìn mê ly luôn bởi vì nó mới lắm. Con này là một trong những con được trung tâm tuyển chọn quá kỹ luôn. Tất cả các hệ thống phin lút của nó mới kính con luôn. Cửa băng không một tì nào luôn. Đây, tôi sẽ cho các bác xem phần ruột gan của em nó đây ạ. Con này cửa hai cửa băng nó ra như là cửa hơi luôn, ra cực kỳ nhẹ nhàng các bác nhé. Đây này. Tôi sẽ mở các bác xem phần ruột của nó đây. Đây các bác nhìn này, nó ra này. Cả hai cửa băng ra rất là nhẹ nhàng. Đây là những cái con này ít dùng các bác nhé, cho nên nó ra rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, tôi sẽ cho các bác xem cái phần ruột gan của em nó đây ạ. Để các bác sẽ có nhìn thấy nó cặn kẽ hơn. Ok. Đây các bác này. Các bác phải xem cái phần ruột gan của nó đây. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đầu từ của nó này, gần như không tí mòn nào luôn đúng không ạ? Đây này. Đấy, không một tí mòn nào luôn. Cờ mới tính còn luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Máy được bảo dưỡng quá kỹ rồi. Cờ đúng như con 88 các bác thôi. Các bác là nào đã chơi con 88 thì thấy con cờ này không khác con 88 một chấm phải là. Ok. Chi tiết sản phẩm cũng đã được quay rồi. Và con này là một trong những con rất xứng đáng được các bác sưu tầm. Các bác muốn sở hữu con này các bác có thể liên hệ trung tâm để lấy cái hỗ trợ cái giá tốt nhất.
Đây là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tầm nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.